Xin chào quý vị. Bệnh xương khớp là căn bệnh rất là phổ biến trong xã hội hiện nay và ngày càng được trẻ hóa. Đối với các bạn trẻ thì cũng rất hay bị các bệnh xương khớp. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống, sinh hoạt cũng như công việc hàng ngày của những người mắc phải căn bệnh này. Tại sao mà chúng ta đã đi chữa bệnh xương khớp ở rất nhiều nơi và uống rất nhiều thuốc, nhưng mà những lúc giao mùa rồi, những khi mà chúng ta làm việc nặng hoặc là đêm ngủ cảm thấy rất là đau nhức tê buốt, thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu bài thuốc điều trị hỗ trợ điều trị xương khớp rất là tốt, không hề tốn kém chi phí của nhà thuốc Đông Y Gia Truyền của Tư Thái, hỗ trợ điều trị xương khớp rất là hiệu quả, rất tốt cho sức khỏe, an toàn. Bài thuốc bao gồm các cái vị thuốc như khương hoạt, độc hoạt, phòng phong, có tác dụng khu phong trừ thấp tán hàn. Các bệnh nhân mà cứ khi trời lạnh, những người trời trái gió trời trời mà bị đau nhức tăng lên thì các cái vị thuốc này có tác dụng điều trị rất là hiệu quả. Kèm với đó là có những cái vị thuốc tăng ký sinh, tần dao, có tác dụng thông kinh lạc rất tốt. Các cái bệnh nhân chân tay tê buốt, tê bì chân tay, ngồi lâu một tư thế hoặc làm việc lâu một tư thế là dẫn đến là chân tay tê bì, không cầm nắm được vật dụng gì cả, thì cái vị tần dao tăng ký sinh này điều trị rất là hiệu quả. Cùng với đó là có những cái vị thuốc như đào nhân, hồng hoa, hoạt huyết, trừ ứ, có tác dụng lưu thông khí huyết rất tốt đối với những bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống cổ, bị thiếu máu não, thì các cái vị thuốc này giúp hoạt huyết, giúp đưa máu lên não tốt, đỡ bị choáng váng đau đầu. Cùng với đó là có những cái vị thuốc như tục đoạn vô trọng như thất, có tác dụng bổ thận rất tốt cho thận, giúp cho thận khí khỏe lên, bổ trợ cho xương khớp rất tốt. Và bên cạnh đây là vị thuốc cầu tích, có tác dụng bổ gân cốt, tái tạo lại xương khớp, tạo chất nhờn cho khớp. Ngoài ra còn có rất nhiều những cái vị thuốc khác nữa có tác dụng điều trị xương khớp rất là an toàn, rất là tốt, rất là quý. Và nhân dịp nhà thuốc y học cổ truyền cơ sở 2 được thành lập thì chúng tôi xin gửi tặng quý vị điều trị tại nhà thuốc chai thuốc xoa bóp của nhà thuốc Đông Y Gia Truyền Tư Thái. Chai thuốc xoa bóp này có tác dụng rất tốt cho các cái bệnh nhân bị viêm khớp, bị thoái hóa khớp, những ngày mà trái gió trở trời, cơn đau tăng lên thì xoa bóp rất là hiệu quả. Ngoài ra thì khi mình làm việc nặng hoặc là mình chơi thể thao quá sức bị chấn thương thì lập tức xoa bóp này giúp giảm đau rất là nhanh đấy ạ. Và cuối cùng chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các quý bệnh nhân, một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Hãy để lại số điện thoại ngay dưới video để nhận thêm ưu đãi của chúng tôi, và có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0983 353 687 hoặc 0392 798 567. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Thì cũng bị đau chân, từ lưng xuống đến bàn chân, và cũng đi lên viện 700 giường, rồi cũng lên viện Việt Đức, rồi cũng được các bác sĩ khám, rồi cũng mua thuốc về uống nhưng chẳng thấy khỏi gì cả. Sau này về thì thấy nghe người ta giới thiệu rồi cũng lên chỗ Nam Thái đây, nên là đây cũng tôi đến hè này là tôi phải có người dìu lên ấy, uống mấy chén thuốc này giờ tôi khỏi hẳn, chẳng thấy đau gì cả. Tôi được nghe một người ngay gần xóm đó, họ đã bị cái bệnh tức là thoát vị đĩa đệm, cột sống không đi làm được. Anh này thợ xây, người rất trẻ khỏe, nhưng mà sau đó thì anh đã nghe được cái cơ sở bên Bùi Quang Thái ở bên Ninh Bình bên này chữa được cái bệnh xương khớp này rất là hay. Thế và anh đã đi chữa và anh đã khỏi bệnh và đi làm lao động được tốt. Tôi được cái tin này thì tôi mới sang bên gặp được thầy thuốc ở bên này, đúng là gặp thầy gặp thuốc thì cảm thấy là rất dễ chịu và nó đỡ nhức buốt ngay. Tức là ngày chân trước, tay là coi như là không còn như vậy, là cũng gọi là không rước rối mà tê, tức là coi như là cái cổ những đây là coi khỏi tiền. Vâng. Chứ trước đây là bà bị, tức là bà bị thoái hóa cột sống lưng đấy, tôi với lại thoái hóa cột sống cổ. Đúng rồi. Thì trước đây mình đứng dậy khó khăn. Khó lắm. Vâng. Coi như là đứng lên là cứ phải đè tay vào đầu gối để bị đứng lên. Đứng lên nhưng mà lại phải ngồi xuống. Dạ vâng. Đấy, chứ không phải đứng lên tuột một lúc. Đấy, nó như vậy. Nhưng mà nay đến hôm nay là tôi đấy như vậy, tôi uống là đỡ, là tôi thấy phấn khởi. Dạ vâng. Phấn khởi. Đấy, có thấy rồi.
Nhưng cũng nhiều chỗ mà nhiều uống rồi nó không khỏi, rồi sang đây uống cảm thấy là nó khỏi, uống một lần rồi cứ bớt. Thì xong rồi cứ sang đây uống, bây giờ là nó sang khám lại này kiểu. Ê đám nữa kìa. Chúng bác có sang đây là cũng mừng nè. Cũng được là bố cháu chữa cho nè. Bác có cảm ơn. Dạ vâng. Nhưng mà cũng được 8%. Đấy, còn cái tay là cái tê này thì đỡ được nhiều. Vâng, cái chân thì sao? Chân thì là bác là coi là trước nó đứng lên là nó có sút đầu gối. Nhưng bây giờ là cái chân của bác đứng lại nó dễ chịu hơn, nó không sút nữa mà nó đi lại kiểu nó dễ chịu hơn. Dạ, đấy, vâng. Nó không ấy nữa. Thì trong người bác với lại bác mà trước là bác bị cái thân là nó bị thoái hóa này. Bác bị lâu chưa được coi? Bác bị lâu rồi, bác bị 4-5 năm nay. Tức là cũng đi khám nhiều chỗ rồi mà khám mà không đỡ. Thì uống thuốc cũng uống thuốc chén được, quả thuốc tây cũng đỡ. Bác này là cái lúc là nó bị choáng, là nó cứ đầu nó cứ người nó cứ đảo người, đảo vâng. Người nó cứ đảo người như kiểu chèn ép, dây thần kinh chèn ép. Nhưng mà từ hôm bác sang bác uống này, trước là bác uống thuốc tây, thuốc na tây đấy, vâng. Để cho nó gọi là nó đỡ cái đau đầu đi. Vâng. Nhưng mà từ hôm bác sang đây nó bỏ thuốc tây, bác không uống nữa. Vâng. Và bác uống toàn thuốc của bố cháu là cảm thấy trong người nó không đau đầu nữa. Gia truyền Bùi Đức Thái, uy tín tận tâm, nâng tầm thương hiệu.